Hello, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Mai cả nhà ơi. Hello cả nhà. Chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trờm nha. Thì cả nhà ơi, thì như hôm trước á, anh em mình xuất hồn ra thì cũng được biết đó là một cái vong của một nữ sư thầy thời xưa á mọi người. Thì cái bông này á, thì mất rất lâu cả nhà. Thì theo thời gian á, là lúc mắt á, là những cái bông linh mà lúc trước lúc còn sống mà cái người người sư thầy này đã thu phục đó, thì khi người thầy này mất á, thì những cái bông đó theo ám bắt đi về đây cả nhà, như là bỏ dắt da giữ đây mà như là không siêu thoát được mọi người. Thì bây giờ thì cũng vẫn lanh quẩn ở đây nó. Thì hôm trước thì anh em cũng đã nói là sẽ quay lại và cúng kiến và sẽ mua quần áo giấy với tiền bạc để cúng cho cái hương linh nữ sư thầy này mọi người. Thì anh em mình sẽ cố gắng tiếp cận và giúp đỡ cho cái bông của cái vị sư thầy này cả nhà. Thì anh em cũng sẽ từ từ tìm cách nào đó để coi có giúp được cái bông của nữ sư thầy này đi siêu thoát hay là không. Thì cái bông này thì ở tập trước thì Tú cũng đã có hỏi tên, thì cái bông này cho biết là cái pháp danh là Cô Ba cả nhà. Thì nãy giờ thì anh em mình quên nhắc cái tên. Tại vì đôi khi người ta không cho biết tên, nó đa phần là những người âm ít chứ không có biết tên lắm. Đúng rồi, thì ngoại trừ là những cái vong giống như là người ta thật sự muốn mình giúp họ đi siêu thoát thì họ cho biết tên thôi. Thì hôm nay thì anh em mình đã quay lại đây và cũng chuẩn bị quần áo giấy với lại bánh để cúng cả nhà. Thì ok đó nha, thì chắc lẽ anh em mình sẽ không nói dài dòng nữa, thì bây giờ sẽ đi vào trong và chắc lẽ cúng kiến và đặt cam, mà không biết là hôm nay như thế nào. Thì ok cả nhà, thì xin mời quý cô chú anh chị mình cùng theo anh em mình nha. Đi thôi rồi. Ok cả nhà, thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo anh em mình nha. Thì ở lần trước đó cả nhà, thì anh em mình đặt cam ở cái hướng ngay chỗ cái băng đá này nè. Thì thường thường là cái bông của cô Ba này thì hay xuất hiện ở trên cái thân cây này cả nhà, mà bây giờ thì anh em mình đến và quay ít khi nào thấy xuất hiện trên cây này nữa. Tại lúc trước là thường đến đây là thấy là cái thầy này xuất hiện, cái lúc đó mới xuất hiện cái mình sợ đó. Bây giờ thì là biết được anh em đến đây cũng chết đó, đợi cũng chết với ra. Hôm nay không có gió. Thấy gì? Ê, ê, ê. Thấy từ xa ngay chỗ cái giọng á, ngay chỗ cái giọng có cái giống cái bóng đứng đó phải không? Cái bóng đi rồi, có mất tiêu rồi.
Vô gốc cây tiêu rồi. Đi 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 đi. Em đi bên đó, em đi bên đó. Ủa cả nhà, thì hồi nãy hai anh em mình thấy có một cái bóng đứng đây nè, đi vô gốc cây này đây. Mà sao giờ không thấy ta? Mà hình như là em thấy kiểu như là cúi đầu vào chào rồi mới đi á. Thấy từ xa anh thấy mờ mờ, không rõ nữa. Đây rồi, em đi phút quay rồi đây rồi. Hai mình lại liền mà thấy luôn. Tiêu ta. Thấy rõ ràng luôn, đi vô đây nè. Thấy. Cái trong miếu. Cái rõ ràng đi vô cái gốc cây luôn trời. Cái gốc này gốc cây mà ta. Ờ. Thì nếu có gì á mà xa quá thì có lẽ chắc anh em mình sẽ xem lại và xem con xem lại cái đoạn đó, cái đoạn đó nha. Thì ok cả nhà, thì nãy hai anh em mình thấy có một cái bóng đứng từ ngay cái bổng này nè, đi vào cái gốc cây này. Hai anh em mình đi viết lại nhưng mà đâu mất tiêu rồi, kiếm không gặp. Thì nếu mà hai anh em mình thấy, nếu mà cái đoạn đó xa quá hoặc là mờ quá thì anh em mình sẽ gom lại cho cả nhà cùng xem cái đoạn đó cả nhà. Thì cả nhà thì chắc mình cũng không có biết thật chắc là cái bông nãy là cái bông của nữ sư thầy hay là bông nào khác, nhưng mà cũng không, tại xa quá cả nhà không có thấy rõ được. Thì anh em mình về xem lại đoạn đó và sẽ thu gần lại cho cả nhà cùng xem. Thì chắc thì có lẽ bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng máy và đặt cam và xem thử cái đúng cả nhà đó thì là cái bông linh của nữ sư thầy hay là của bông linh nào khác luôn rồi. Hai anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị mình đặt máy luôn cả nhà. Ok. Thì ok cả nhà ơi, thì lúc nãy anh em mình khi đi vào thì có thấy một cái bóng trắng đi vào gốc cây này và biến mất. Thì bây giờ anh em mình sẽ đặt cái gốc cây này mọi người ơi. Thì hai anh em mình thấy đi vào đây thì hai anh em mình sẽ cúng ở đây luôn. Để xem coi cái bông linh này có xuất hiện ở đây không cả nhà. Lúc nãy mình hình xa thì thật chắc cũng nhìn không kỹ nên, nhưng mà mình cũng nghi nghi là cái vong đó là cái vong của nữ sư thầy đó mọi người. Ba nén hương nè. Yeah. Em cúng đi. Hôm nay anh em mình có mua một bộ quần áo giấy ha, với tiền bạc. Do cái này anh em mình bị kinh phí bị hàng hẹp đó, nên không có mua trái cây gì được hết trơn mọi người. Không có kinh phí nên mua đồ cũng không được nhiều lắm. Lúc trước cũng có anh này chị kia rồi ủng hộ kinh phí mua đồ, mua trái cây, cũng mua với tiền vàng bạc thôi nọ đồ. Thì anh em mình cũng mua đồ cúng cũng giải được chút. Nhưng thời gian gần đây thì thấp hơn đi, thấp hơn đi, thấp hơn đi. Bị quả rồi nên nó từ quả quả giống xì kè thôi. Giờ anh em sẽ đốt đột tiền với quần áo giấy. Thì giờ mình sẽ đốt nữa. Wow. Gió cũng hơi lớn cả nhà. Cả không sao đâu, không sao đâu. Cây này. Ủa nóng thế. Tự ra đi. Nóng quá.
phương tiện nào mà không biết là khi mà đến cái hiện tại đó mà người mắt có nhận được hay không á, thì quý phương tiện có thể quay lại cái clip mà ở nơi cô gái mà tôi thiêu mọi người. Cháy cái đèn luôn. Này còn nè. Hết rồi. À, hết rồi. Thì cái nhà thì hai anh em mình sẽ tạm lánh mặt. Ok, thì anh em mình sẽ để cái mic ở đây và tạm ra ngoài luôn nè. Để xích đây nè. Quên đạp cái lép luôn. Vừa miếng ngồi.
cháy nha. Nó là cây không? Chứ mấy là cây. Mấy nhánh cây. Kiểu kia đó nha, thì lúc nãy thì sao? Chuyện nhang. Sao? Thì lúc nãy thì nãy giờ anh em ở bên ngoài thì không biết cái hương linh lúc nãy anh em mình thấy ở gốc cây này là không biết phải là hương linh của cái vị sư thầy mà lần trước mình xuất hồn gặp không mọi người. Thì nãy giờ anh em mình ở ngoài kia thì cũng không biết ở trong này là vong linh có xuất hiện hay không cả nhà. Nếu mà vong linh có xuất hiện thì cả nhà hãy comment ở bên dưới cho anh em mình biết nha cả nhà. Thì anh em mình cũng sẽ cố gắng tiếp tục tiếp cận cái hương linh của vị sư cô này và sẽ tìm cách nào đó để giúp cho cái hương linh sư cô này có thể được đi siêu thoát hay là hoặc là đi tu không mọi người. Ok cả nhà, thì đến đây thì clip anh em mình sẽ kết thúc clip đây cả nhà. Nếu mà cả nhà có yêu quý anh em mình đó thì cả nhà hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên nghe cả nhà. Ok, thì cuối clip thì anh em mình xin chúc mọi người thường sức khỏe và hạnh phúc nha. Chào cả nhà. Bye bye mọi người.